Xin chào các bạn, bên mình vừa mới về hàng chiếc Sony Xperia 5 Mark 2, vậy nên sếp bắt mình làm video. À, chỉ ra mày chọn cái chết. Ok, đùa chút vậy thôi. Thực ra là với các sản phẩm của Sony, mình thấy khá là kén người dùng. Tại vì khi ra mắt, mức giá của Sony rất là cao, mà cấu hình hiệu năng thì không quá nổi bật các bạn nhé. Tuy nhiên với chiếc Sony Xperia 5 Mark 2, sau khoảng 2 năm rưỡi ra mắt, em nó đã bị tụt giá từ 22 triệu xuống chỉ còn là hơn 4 triệu rưỡi các bạn nha. Tức là mất khoảng gần 18 triệu, quá dạ mà. Cụ thể mức giá là bao nhiêu thì các bạn kích vào link dưới phần mô tả giúp mình nhé. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn một bài đánh giá chi tiết xem là ưu nhược điểm của chiếc Xperia 5 Mark 2 này ra sao. Sau 2 năm thì còn đáng mua hay không? Bắt đầu nha. Ok, trong video này thì mình sẽ nói về ưu điểm của chiếc Xperia 5 Mark 2 trước, sau đó sẽ là nhược điểm nha. Và mình có chia rõ thumbnail ở phía bên dưới từng phần một, ví dụ như màn hình, hiệu năng hay là pin. Bạn nào muốn xem nhanh phần nào ấy, có thể kích vào bên dưới nhá. Rồi, vậy thì chiếc Xperia 5 Mark 2 này còn ưu điểm gì ở năm 2023? Đầu tiên sẽ là về thiết kế của máy. Mình chưa bàn tới chuyện xấu đẹp nhá, nhưng mà thiết kế của máy rất cao cấp. Chúng ta sẽ có khung kim loại này, hai mặt kính kháng nước IP68. Nhìn máy thực sự rất bóng bẩy các bạn nhá, mặc dù đây chỉ là sản phẩm qua sử dụng mà thôi. Và chiếc máy này cho mình cảm giác cầm rất là thoải mái. Khung viền sẽ được bo cong, cái phần chiều ngang của máy tương đối hẹp nên các bạn sẽ cầm gọn gàng trong lòng bàn tay nha. Còn nói về chuyện xấu đẹp ấy thì tùy quan điểm mỗi người, nhưng mà chắc chắn chiếc Xperia 5 Mark 2 là một chiếc máy cực kỳ nổi bật, khác biệt so với cả số đông. Ưu điểm tiếp theo sẽ là về màn hình. Bình thường trong tầm giá này, những chiếc flagship cũ ấy sẽ thua các mẫu máy giá rẻ của Trung Quốc về tần số quét màn hình. Tuy nhiên với chiếc Xperia 5 Mark 2, chúng ta sẽ có tấm nền OLED và tần số quét 120Hz, quá phê luôn. Tầm này á, mấy con điện thoại giá rẻ của tàu á, tuổi gì mà so. Khi mà kết hợp với cả giao diện của Sony rất nhẹ các bạn nhá, 120Hz phát huy rất là hiệu quả, vuốt nó cực kỳ mượt luôn. Hiển thị của máy thì quá tuyệt vời. Các bạn mà chê Sony thì mình cũng chịu nhá, không có gì nói cả. Màu đen rất sâu, hình ảnh nổi bật sống động, độ tương phản cao. Các bạn xem phim giải trí thì quá tuyệt vời nha. Còn cái tỷ lệ 21:9 này thì sao? Nó sẽ đem lại cho các bạn một cái cảm giác khá là mới mẻ, dài hơn bình thường mà. Các bạn sẽ quan sát được nhiều nội dung hơn trên màn hình. Mình ví dụ nhá, các bạn chơi game, góc nhìn sẽ rộng hơn như kiểu hack game vậy. Hoặc chỉ cần dùng các app cơ bản thôi như kiểu Facebook, khi các bạn lướt nhá, cũng sẽ hiển thị được nhiều nội dung hơn, đỡ phải vuốt nhiều, đúng không nào? Nói chung màn hình của chiếc Xperia Mark 2 quá ok, một trong những điểm cộng lớn nhất của chiếc máy này. Ưu điểm tiếp theo sẽ là về cấu hình và hiệu năng. Mình thấy chiếc Xperia 5 Mark 2 này khá tốt trong tầm giá. Chúng ta sẽ có con chip là Snapdragon 865 đi kèm với cả phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB. Cái bộ nhớ 128 thì ok, ở mức ổn thôi. Nhưng mà cái RAM 8GB ấy rất ngon các bạn nhá, đa nhiệm bét nhè luôn. Với con chip Snapdragon 865 vẫn rất mạnh nha. Khi sử dụng hàng ngày rất mượt mà ổn định, giao diện của Sony như mình nói, nhẹ nhàng. Rất hiếm khi máy xảy ra tình trạng là giật lag các bạn nhá. Còn khi mà chơi game ấy, mấy game nhẹ nhàng như kiểu Liên Quân hay là Free Fire, các bạn cứ chơi max setting cho mình nhá. Quay thêm phim màn hình vẫn ok luôn. Có chăng thì với Genshin Impact ấy, khi các bạn chơi mức đồ họa trung bình, loanh quanh khoảng hơn 10 phút, máy bắt đầu nóng lên thì FPS mới bị tụt giảm nghiêm trọng. Bởi vì dù sao đây cũng không phải là một chiếc máy quá thiên về khoản gaming. Máy cực kỳ mỏng thì làm sao mà tản nhiệt tốt được, đúng không? Nhưng mà đó, chỉ khi các bạn chơi lâu trên 10 phút thì mới bị tình trạng tụt giảm thôi. Các bạn có thể giải quyết bằng cách là gắn thêm sò nhé. Ưu điểm tiếp theo sẽ là về phần mềm của Sony. Nhẹ với cả mượt, ổn định thì mình nói rồi. Ngoài ra chúng ta sẽ có full tiếng Việt này, có sẵn Safe Play và quan trọng nhất, không bị trễ thông báo. Đó, các bạn dùng là máy chính ok, không bị chậm thông báo như kiểu mấy em sách tay Trung Quốc giá rẻ. Điểm cộng tiếp theo sẽ là về camera các bạn nhá. Mặc dù thông số camera sẽ chỉ là 12 chấm thôi, cả 3 cam đều 12 chấm luôn, nhưng mà cả 3 ống kính chất lượng đều rất ok. Cam chính thì kích thước khá to, 1:1.7 inch, có cả chiếu dung quang học OIS nha. Ảnh cho ra của chiếc Sony thì mình thấy khá là chân thực, hơi giống iPhone một chút. Trong tầm giá thì mình thấy chất lượng ảnh của Sony Xperia Mark 2 rất tốt nha. Nếu mà để bới lông tìm vết chê một chút ấy thì có chăng ảnh nó sẽ không quá sáng và tươi tắn như mình nói, thiên hướng chân thực mà. Nhưng mà các bạn cần phải lưu ý, trong tầm giá em này sẽ ăn đứt mấy em sách tay Trung Quốc. Rồi thì máy có quay video 4K 60fps này, chống rung OS nên cực kỳ ổn định, lại càng ăn đứt so với cả mấy em sách tay giá rẻ. Mình đang quay phim trên chiếc Sony Xperia 5 Mark 2. Máy có cả phím chụp ảnh riêng nha, cực kỳ tiện luôn. Tiếp theo sẽ là hai ưu điểm nhỏ. Thứ nhất, chúng ta vẫn còn jack tai nghe 3.5mm. Đó, không phải máy nào bây giờ cũng có đâu nhá, đa số bị cắt giảm rồi. Và thứ hai, các bạn sẽ có thêm cái phím nhỏ nhỏ ở đây. Các bạn bấm vào, ra lệnh giọng nói cũng rất là tiện luôn. Ok, chuyển sang phần nhược điểm đi. Đầu tiên, vẫn sẽ là màn hình các bạn nhá. Hiển thị các thứ thì rất là ok rồi, nhưng mà tỷ lệ 21:9 thì cũng sẽ có nhược điểm như sau. Khi các bạn xem TikTok chẳng hạn, màn hình của máy quá dài nên cằm với cả trán đen hơi dày.
khi xem YouTube tỷ lệ 16:9. Cũng vậy nhá, giải đen hai bên to hơn máy bình thường, khi các bạn zoom ra thì lại mất khá nhiều chi tiết. Nhược điểm thứ hai sẽ là về loa ngoài các bạn nhá. Em này có hai loa stereo nhưng mà âm thanh sẽ bị lệch rất nhiều luôn. Mình thấy cái phần loa phía trên ấy âm lượng to hẳn luôn. Và khi mà các bạn bật max volume ấy, âm lượng không quá to. Ngoài ra thì cái phần mặt lưng của máy bị rung rất là nhiều, cầm khó chịu nha các bạn. Chất âm thì cũng bình thường thôi, không quá cao cấp. Nhược điểm tiếp theo sẽ là về pin nha các bạn. Em này dung lượng sẽ chỉ là 4.000 thôi, đi kèm với cả sạc 21W. 21W thì khá ok rồi, nhưng mà dung lượng 4.000 thì hơi đuối. Với chiếc Xperia Mark 2 ấy, các bạn dùng hỗn hợp chắc là on-screen được khoảng loanh quanh gần 4 tiếng. Dùng nhẹ nhàng kiểu mạng xã hội với cả nghe gọi ấy, thì ok, chút được một ngày. Chứ còn dùng thêm 4G này hay là chơi game ấy, chắc chắn ngày các bạn sẽ phải sạc từ 2 lần đổ lên nhá. Và một nhược điểm cuối cùng liên quan tới khoảng camera, cụ thể là khoảng quay video. Khi mà các bạn quay video bằng app mặc định của máy ấy, thì tối đa sẽ chỉ là Full HD 60fps, không có 4K 60 nha. Và khi mà các bạn quay 60fps Full HD ấy, thì view trên màn hình nó chỉ là 30 thôi, cảm giác hơi giật, hơi khó chịu. Muốn quay được 4K và 60fps thì các bạn sẽ phải dùng tới cái app chuyên nghiệp của Sony là Cinema Pro. Nhưng mà thực sự nhá, app này hơi khó dùng. Với những bạn mà quen sử dụng máy ảnh rồi ấy, thì ok, chứ còn với người sử dụng bình thường nó sẽ hơi rối rắm. À quên, và nhược điểm cuối cùng, chiếc Sony Xperia Mark 2 sẽ chỉ có một SIM nha các bạn. Mấy em giá rẻ Trung Quốc thì toàn hai SIM đúng không? Em này cũng khá bất tiện. Rồi, tổng kết lại theo mình, nhược điểm lớn nhất của chiếc Sony Xperia Mark 2 sẽ là về pin nha, dung lượng hơi đuối. Còn lại các yếu điểm khác theo mình là chấp nhận được. Điểm mạnh là thiết kế, màn hình, hiệu năng và phần mềm, rất đáng mua trong tầm giá. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về chiếc Sony Xperia Mark 2? Em nó có đáng mua hay không? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Và đừng quên check giá cụ thể em nó dưới phần mô tả cũng như bình luận ghim của video. Giờ thì xin chào, bye bye.